Chí Minh. Hiện tại đang là bảo vệ tại chùa Dơi. Số đo hai dòng 50 50. Một lần kết hợp Hồ Chí Hòa. Và hình dáng của người đẹp giống như cái quặng đựng dầu gì đó quý vị. Chúng ta sẽ chờ đón tiếp sinh Hồ Tiểu Vi. Trong trang trường Hồ Tiểu Vi. Quá đẹp. Chúng ta Hồ Tiểu Vi. Hiện tại kia kìa, đó là công ty xuất nhập khẩu nạo dừa bánh xe. Họ ta sẽ thấy ngay dung Trần Lâm Nguyễn. Chào đón tiếp sinh tiếp theo, tiếp sinh Thanh Trúc. Thí sinh Thanh Phúc tên thật Nguyễn Văn Thịnh. Nghe nhịp hiện tại Thiên Hồng. Chúng ta được đón thí sinh Tú Tú. Và Tú Tú thì bây giờ đang đại diện cho hãng TV Siêu Vạn. Và tên thiệt trong giấy khai sinh là Nguyễn Anh Tú. Cho chàng vỗ tay kính lệ quý vị. Quá đẹp. Chúng ta được cái đó mọi người. Thí sinh đến từ vùng núi cao Lâm Đồng. Người đẹp Đào Đào. Và người đẹp Đào Đào thì bây giờ đang được nhiều giấy chứng nhận 3 năm bộ lá xuống 5 chí quà. Nhưng người đẹp Đào Đào đang phải học Phạm Giang Sao. Chúng ta được cái đó. Vỗ tay lên quý vị ơi. Thí sinh La Kim Phụng hiện tại là đội trưởng đội kèn tay thành phố Hồ Chí Minh với kinh nghiệm 4 năm thổi kèn saxophone. Tên thật Nguyễn Xuân Minh. Và làm nghề nghiệp phụ của Nguyễn Xuân Minh là lao ống khói nha quý vị. Chúng ta cùng chào đón thí sinh Dạ Thảo. Vỗ tay đi quý vị ơi. Vỗ tay cho chúng ta cùng khán giả đó. Quý vị, thí sinh Dạ Thảo hiện tại đang là gương mặt đại diện cho hãng Nấm Vũ Em Bé hay câu chuyện Há Mỏ của quý vị. Và nghề nghiệp phụ của người đẹp Dạ Thảo là cắt khuôn hồng đủ trái cổ và đặt trái cổ nhập cho quý vị. Cha mẹ sinh ra không phải tên Dạ Thảo mà là tên Nguyễn Tấn Ngọc. Quá đẹp, quá giống nam tính, quá dễ. Chúng ta vừa chờ đón thí sinh Phương Nga. Tôi chào giữa tay ạ. Và người đẹp Phương Nga nghề nghiệp chính là buôn bán kẹo hồ lô. Giờ số đo ba dòng 120 150. Và tự tựa. Và tên thiệt của người đẹp Phương Nga là Nguyễn Văn. Nguyễn Văn. Chúng ta cùng chào đón thí sinh Ngọc Thắng. Thí sinh Ngọc Thắng số đo ba dòng 90 90 90. Tên ba mẹ đặt là Đỗ Duy Tâm. Quá đẹp, quá đẹp, quá dễ thương. Chúng ta cùng chào đón thí sinh Yuki. Một người đẹp đến từ vùng đất An Giang với cái tên rất là nổi tiếng Mai Hoàng Sa. Và còn tên nghề nghiệp phụ là Mi Sề. Quá sề, quá quá sề. Chúng ta cùng chào đón Ngọc Nữ Lô Tô Tâm Thảo. Và Tâm Thảo nghề nghiệp phụ của chị à, người đẹp Tâm Thảo là diễn viên hà tên thật Trần Vũ Tâm. Và chúng ta cùng chào đón thí sinh Dương Hà Thi. Người đẹp Dương Hà Thi với giấy tờ đó là Huỳnh Văn Hải của quý vị. Nghề nghiệp chính bán bánh mì. Chúng ta có thể đón thí sinh Justin Miu.
với vóc dáng rất nữ tính và giấy tờ khi ra thế với cuộc thi chúng tôi được mang tên Lê Minh Hoàng. Dẫu ca vui gì đây, quá dễ thương, quá nằm tình, chúng ta cùng chào đón thí sinh Linh An. Thí sinh Linh An hiện tại với kinh nghiệm 42 năm dắt sữa bò tướng này, khi em đến anh đã mở được một trang trại nuôi bò cho quý vị. Trang trại đẹp Linh An cũng có một cái xưởng sản xuất từ nhựa rổ và thao nhựa inox à. Và tôi là Nguyễn Văn Sơn, chúng ta cùng chào đón thí sinh Bé Nam. Khi đẹp Bé Nam với chúng tôi là thí sinh Lê Minh Dũng. Quá đẹp, quá hoàn thiện hôm nay. Hát tôi chúc và đặc biệt thức ăn chúc chiều mừng. Chúng ta cùng chào đón thí sinh Thái Trần. Quý vị, thí sinh Thái Trần nghề nghiệp hiện tại cạo mũ cao su ở Bình Phước. Dạ, buổi tối thì đi hát lưu tô, ban ngày đạp xe ba gác buôn bán chè chài. Tôi thật Nguyễn Trần Đăng Khoa, chào tay lên quý vị ơi. Chào sân khấu người đẹp và có thể mang kiến trúc. Dạ, biệt danh của người đẹp bầu chi tự là bảy sò, vì người đẹp quá trời giống bảy sò. Chúng ta cùng chào đón thí sinh ngoại quốc người đẹp Nam Cha, chào tay lên quý vị ơi. Nhân tay chụp của người đẹp Nam Cha Tà Quang Thần, và người đẹp Tà Quang Thần thì bây giờ làm nghề nghiệp chính là chất heo, kiến heo và chất sữa bò. Và chúng ta cùng chào đón hai MC chính của chương trình, người đẹp Vi Vi Phụ, người đẹp Vi Ba Chí Hùng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nhìn ngắm lại tất cả những người đẹp của các hát của tuần Nam của chúng em ạ. Một trang vỗ tay ra. Đúng rồi em ơi, đi luôn, đi luôn. Vỗ tay một lần nữa chị ơi. Dạ quý vị ơi, trong thời gian những người đẹp đang biểu diễn trên dưới sân khấu, nếu có rớt ra cái gì cầu cầu, quý vị đừng có lận nha. Yeah, quá đẹp, quá dễ thương, quá hạnh phúc. Mấy em ơi, mình đi từ từ, có chừng lời phúc. Ồ, nhảy đi anh. Trời ơi, quá dễ thương, quá đẹp. Yeah. Thì bây giờ những người đẹp của chúng em đang làm trong cái tháp lưu tô Hương Nam. Và tụi em mà có sửa sang sân khấu, gương sắt, gương xà bông hoặc là gương cầu thang thì những người đẹp này hỗ trợ nhé. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn cháu đây, cháu nói với mọi người, con chào dưới tay của nhau.